Xin thưa đại chúng, sự tu học trong tinh thần Kinh Nikaya tức là sự nhìn nhận lại thân tâm của mình một cách chính xác bằng trí tuệ từ sự chứng ngộ của Đức Phật. Không phải một cách nhìn thông thường như chúng ta từng đã làm. Chính vì vậy mà cái sự nhìn lại thân tâm của chúng ta đó thì phải được sự hướng dẫn đúng cách theo lời dạy của Đức Phật. Ta gọi là nhận diện năm uẩn. Thì chút nữa đây đó, sau cái thời chia sẻ Minh Thành đó, thì chúng ta sẽ được thực tập nhìn nhận lại thân tâm của mình. Trước khi chúng ta được các thầy, các cô, các sư huynh, sư tỷ chia sẻ thực tập nhận diện thân tâm, thì Minh Thành xin nói tổng quát sơ lược về cái ý nghĩa, công năng, tác dụng, tại sao mình phải nhận diện năm uẩn và thực hành ba pháp. Bởi vì cái thực hành ba pháp thì lần trước chúng ta đã có chia sẻ rồi, tức là theo lời Đức Phật dạy, để chúng ta ngồi, mình thông thường mình nói là ngồi thiền đó, thì ngồi cho nó đúng với cái cách của Đức Phật dạy. Còn nếu không mà mình không có được thực tập ba pháp một cách nhuần nhuyễn đó, thì chúng ta sẽ ngồi theo cái thói quen, hoặc là ngồi nhưng không có ở trong một cái trạng thái sáng suốt, tỏ tường về các cái pháp ở trong ngoài thân tâm. Thì cái phương pháp gọi là thực hành ba pháp lần trước đã có chia sẻ, nhưng mà chia sẻ chung. Thì lần này chúng ta sẽ được các vị đi trước, tu học trước mình đó, là chia sẻ từng thành viên một cách kỹ lưỡng. Tại vì cái này là những cái bước căn bản, giống như cái nền móng khi mình xây cất nhà. Nếu không có những cái bước này thì sau này sự tu học của mình nó sẽ không có nền tảng căn bản, mình không biết từ đâu mà tu. Cũng như cái nhà mà không có nền, không có móng thì xây ở đâu? Mình xây nó sẽ sụp đổ. Không biết xây từ đâu. Cũng vậy, cái sự mà thực hành ba pháp cùng với nhận diện năm uẩn đó là một cái nền, cái móng để chúng ta có thể xây lên một cái căn nhà tu học chánh pháp đúng đắn, đầy đủ. Sự nhận diện năm uẩn còn ví dụ giống như là cái cánh cửa. Phải mở cái cửa đó thì mình mới bước vào cái căn nhà nội tâm của mình. Nếu mà mình chưa nhìn thấy được cái nào là sắc, cái nào là cảm giác là thọ, cái nào là những hình bóng ở trong tâm là tưởng, cái nào là những cái suy nghĩ lầm thầm là hành, những cái nào là cái rõ biết là thuộc về thức. Nếu mà chúng ta không có từ cái cánh cửa để mà đi vào thì chúng ta không thể nào biết được ở trong nhà nó có cái gì trong đó. Cũng vậy, mình không nhìn ra được sắc thọ tưởng hình thức, mình không nhìn ra được một cái thân thể này cái gì cấu tạo, những cảm giác đó là nó như thế nào, nó ra làm sao, những hình bóng trong tâm đó, những cái suy nghĩ, những cái sự rõ biết đó, mà mình không biết một cách chân xác, chính xác, đầy đủ, rõ ràng và minh bạch, thì sau này mình tu học nó sẽ pháp nó lẫn lộn hết. Nó lẫn lộn hết. Cũng như bản thân Minh Thành đó là tu học là gần 30 năm.
Mà trước khi mà tu học về kinh Nikaya thì Minh Thành không có biết được là tham sân si nó trú ẩn ở đâu. Đó, khi mình học tu đúng theo những lời Đức Phật dạy sâu sắc, chính xác, thì mình mới nhận định được, mình phát giác, phát hiện được là ở trong cái cảm giác của mình, trong cái cảm giác mà vui, mà thích, khoan khoái thì nó có tham. Trong cái cảm giác mà bực, bực bội, khó chịu là trong đó nó có sân. Và trong cái cảm giác không khó chịu, không dễ chịu, đều đều đơ đơ thì nó có si. Như vậy thì quý vị thấy là, như vậy là nói một cái nhỏ, một điểm nhỏ để quý vị thấy nhận diện được cảm giác, biết được cái hang ổ, căn cứ địa, xào quyệt của tham sân si. Mà mình tu thì Đức Phật dạy mình á, thế nào là cứu cánh phạm hạnh? Là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Tức là cái thành quả cao nhất của một người tu. Mà bây giờ nếu như mình tu mà không biết tham sân si ở đâu thì làm sao mình đoạn? Mà không đoạn được làm sao hết, làm sao thành công? Thì như vậy quý vị thấy rằng là tại sao mình tu học lâu, mình biết nhiều, mình nói ro ro, nhiều khi mình giảng thuyết cho ta nghe nữa, nhưng mà cái sân mình đó nó cũng là khấm khá, phải không? Có không? Cái sân lớn không? Phải không? Rồi cái tham của mình nó cũng bự không? Nó nhỏ xíu vậy, cũng bự, phải không? Rồi cái ngã của mình nó có to không? Mà như vậy thì tại vì mình chưa nhìn thấy nó, chưa nhìn thấy được cái chỗ trú ẩn của nó. Giống như mình chưa có đi vô cái căn nhà thì làm sao mình biết cái nhà bếp nó nằm ở đâu, cái phòng ngủ nó nằm ở đâu, rồi trên gác nó có cái gì, rồi trong bếp nó dơ làm sao, trong toilet nó dơ làm sao, mình sao mình biết được? Khi mình bước vào cửa, mình nhìn thấy từng chỗ hết rồi, rồi mình đi vào tới tận chỗ đó, rồi mình mới thấy được ở trong toilet nó dơ, nó dính, nó hôi, cần phải tẩy rửa, lau chùi, quét dọn. Cũng vậy, thân tâm mình là một cái căn nhà mà bỏ hoang vô lượng kiếp. Mình cứ đi chơi không à, mình không chịu chăm sóc cái căn nhà nội tâm của mình. Mình cứ chạy theo hình sắc, âm thanh, mùi vị, tiếp xúc. Bên trong thì mình bị ám ảnh bởi những cái cảm giác, những cái bóng hình, những cái suy nghĩ. Bên ngoài thì mình bị là dính mắc, theo đuổi với những cái sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, sự tiếp xúc. Bên trong thì mình dính mắc như những cái cảm giác, hình bóng, suy nghĩ, nghĩ tưởng. Như vậy thì một cái căn nhà nội tâm đó mà bỏ quên như vậy đó, rất 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 là lâu, vô lượng vô biên kiếp. Thì bây giờ là chúng ta có cần phải tổng vệ sinh không? Cần không? Rất cần, phải không? Thì cái sự nhận diện của quẩn chính là mở cánh cửa bước vào căn nhà để bắt đầu thấy rõ được ở đâu, ở đâu, ở đâu, chỗ nào giờ để mà dọn dẹp cho nó sạch. Nhà sạch thì mát, bát sạch, ngon cơm. Thì quý vị muốn nhà sạch hay muốn nhà dơ? Muốn nhà sạch thì phải nhận diện ngũ quẩn một cách chính xác, nghiêm túc, sâu sắc, đầy đủ. Một chút chúng ta sẽ được hướng dẫn. Quý vị hoan hỷ không? Hoan hỷ không? Đó thì xin thưa với đại chúng là chúng ta sống trong lãng quên, trong lãng quên rất là nhiều. Nếu như những hình ảnh hồi nãy đó mình không xem thì mình có xúc động không? Có không? Không có. Do mình xúc nó sanh thọ, tức là tiếp xúc nó sanh ra cái cảm thọ, cảm giác. Cũng vậy, chúng ta tiếp xúc với cái trí tuệ, với chân lý, với sự thật mà Đức Phật dạy thì chúng ta mới sanh ra những cái cảm thọ sâu sắc, cái cảm thọ hiểu biết, cái cảm thọ
của chân lý. Còn nếu mà chúng ta cứ tiếp xúc với những cái mà dục ái, những cái nghĩa là vui đùa chơi ở bên ngoài, thì chúng ta cũng sanh thọ, nhưng mà cái thọ đó là gì? Cái thọ bất thiện, không phải là cái cảm thọ của thiện pháp, của trí tuệ. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng một ngày tu của chúng ta là để tiếp xúc được cái ánh sáng của tuệ giác, để tiếp xúc được những cái lời dạy của Bậc Thánh, để tiếp xúc được những cái sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn truyền trao. Và chúng ta mới khai mở được những cái cảm thọ từ bi, tình thương, sự cảm thông. Mà cái tình thương đó, cái tình thương quan trọng nhất là thương chính mình. Xin thưa quý vị, mình không có thương mình thì mình không thể thương người khác. Thương cái gì? Thương mình thương cái gì? Thương cái tham sân si, cái vô minh bản ngã, nó làm khổ mình vô lượng vô biên kiếp. Thương cái tánh ích kỷ, đố kỵ hơn thua, phải quấy sân hận, nó làm cho mình sầu bi ưu não muôn đời. Thương chính mình để mình thoát ra, để mình nhiếp phục, để mình chiến thắng những cái cảm giác đó. Thì từ cái chỗ mình thương mình rồi đó, mình mới trải lòng mình ra, mình thương được mọi người khác. Quý vị thấy không? Bao nhiêu người ta khổ vậy đó, mà nếu như mình không có tác ý, mình không có suy nghĩ, mình không có tiếp xúc, thì mình sẽ nhiều khi mình còn gây khổ cho cái người thân trong gia đình mình nữa. Lâu lâu có cự không? Có cãi không? Có không? À, tại vì lúc đó mình không có nhớ rằng là có rất nhiều người đang khổ lắm, bây giờ ở đó mình gây khổ thêm để làm chi? Phải không? Mình đã khổ rồi, rồi mình không có gây sự cho khổ nữa, mà mình lại muốn cho vui, nhưng mà mình gây sự ra đặng cho khổ, thì cái đó làm có đúng không quý vị? Đúng không? Không có đúng. Cho nên làm hoài tu không thấy có kết quả, tham sân si không bớt. Chính vì vậy mà cái sự nhận diện năm quẩn này, để nhìn thấy được một cách đúng đắn, chân xác, rành rõ, tường tận cảm giác tham nó ra làm sao, mình sẽ thấy. Cái cảm giác giận nó ra làm sao, mình sẽ biết. Rồi cái cảm giác mà nó đơ đơ, nó si dại dại, ngơ ngơ, mình sẽ thấy được, mình đánh đuổi nó. Rồi cái cảm giác mà của nghĩa là hất cái mặt lên, ưỡn cái ngực lên, cái cảm giác tôi ta, tao mi, thì mình sẽ nhìn thấy được, và mình sẽ có khả năng nhiếp phục nó, chế ngự nó, và đoạn tận nó, và đi đến chỗ là an vui hạnh phúc nhiệm màu. Quý vị chịu không? Đó là con đường thánh đạo của Kinh Tạng Nikaya. Đức Thế Tôn tuyên bố trong Tương Ưng Bộ Kinh, là ta không có
tuyên bố rằng ta là bậc thấu suốt chân lý cùng tột. Khi ta chưa giác ngộ về năm uẩn, chỉ khi nào ta thấu hiểu tất cả mọi góc độ, khía cạnh, phương diện, mọi ngõ ngách, tất cả đầy đủ viên mãn, trọn vẹn, thấu đáo, triệt để đối với năm thủ uẩn, thì khi đó Như Lai mới tuyên bố Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuyên bố giữa trời, người, ma, những bậc tu hành và tất cả các thế giới. Ta chỉ tuyên bố ta là bậc giác ngộ cho đến khi nào ta hoàn toàn thấu suốt tận tường về năm uẩn. Vậy năm uẩn là gì? Tức là thân, tâm và thế giới. Khi chúng ta chưa có học về năm uẩn, chưa có nhận diện được năm uẩn, thì chúng ta nhìn thấy thế giới này lòe loẹt, thiên hình vạn trạng, muôn màu, muôn vẻ, muôn sắc, muôn hương. Nhìn thấy là vô vàn những màu sắc, những cảnh vật, những câu chuyện, những hình tướng. Nhưng với cái sự giác ngộ của Đức Phật để cho chúng ta thấy tất cả hành tinh, tất cả thế giới, tất cả thế gian, bao gồm thân, người, cảnh vật, núi, sông, biển, cả, cây, cối, trời, đất, đều nằm trong một chữ, đó là sắc. Chúng ta thấy cái định nghĩa không? Thân người là sắc, cảnh vật, đồ vật, đất, nước, gió, lửa, tứ đại là sắc, uẩn. Cái chữ uẩn đây là gì? Là sự tập hợp. Sự tập hợp, sự tụ tập, sự nhóm hợp, một tổ hợp, gọi là chữ uẩn. Mình nói cái chữ nghĩa nôm na là nhóm, một đống. Thành ra đó, thì Đức Thế Tôn giác ngộ chỉ trong hai cái chữ sắc uẩn thôi. Thì Ngài đó là nói tóm thâu hết tất cả thế giới, tất cả cảnh vật, tất cả con người, chúng sanh. Thì chúng ta ôn bài ha, định nghĩa thứ nhất, thân người. Yếu quá, bây giờ làm lại ba lần lớn lên để nhớ bài luôn. Thân người. Tay luôn. Đây là thuộc bài rồi đó. Rồi bây giờ định nghĩa hai thuộc chưa? Chưa, định nghĩa hai chưa thuộc. Định nghĩa hai là kỳ sau là phải trả bài, phải không? Về mình học. Tại vì sao? Chúng ta học cái này đó sẽ rất là lợi lạc, lợi ích cho chúng ta khi mà chúng ta tu tập.
Nếu mà chúng ta không học thuộc cái này đó, thì khi mà mình đó, nhìn lại trong thân tâm mình sẽ lộn xộn hết, mình không có biết. Khi mình học thuộc cái này thì mình nhận diện, thì lúc đó cái nào nó ra cái đó, nó không còn cái lẫn lộn nữa, thì mình mới phá được cái vô minh ở trong cái sắc quẩn. Còn lúc trước mình không biết, mình thấy xanh là xanh, đỏ là đỏ, trắng là trắng, vàng là vàng, nhà là nhà, bàn là bàn, núi là núi, sông là sông, thì đó là thấy theo cái thường tình của thế gian. Còn thấy theo cái trí giác ngộ của Đức Phật, tất cả cái đó gọi là gì? Một chữ thôi: sát. Hay không? Đó, mình vừa mới học thôi mà mình biết ứng dụng là cái trí huệ của mình đã sanh rồi đó. Rồi bây giờ đó là mình tập nhìn từ từ, cái gì đó mình cũng điểm danh nó hết á, mình đọc đúng tên hết á. Mình gặp cái gì đó mình thấy nó, cái tâm mình khởi lên muốn, mà cái đó không có đúng, không phù hợp, mình nói cái này sắc quẩn vô thường, giả mà, có gì đâu muốn hoài vậy. Phải không? Rồi thí dụ như lỡ như mà mình có mất một hai tờ giấy xanh xanh, thì lúc đó mình nói cái này sắc pháp mà thôi, giờ thì mình không được xài thì người ta được xài. Cái tâm mình nó bớt cái tiếc nuối, bớt cái bực bội sân si không? Có không? Thì lúc đó đó là tiền. Bây giờ mình có cái trí huệ ở trong cái tiền, mình coi đó là sắc pháp thôi. Rồi bây giờ cái tiền đó là sắc pháp. Rồi bây giờ thí dụ như là cái đôi dép có phải sắc pháp không? À, đôi dép cũng là sắc pháp phải không? Nó khi mà mình chưa có học về cái sắc quẩn này đó, thì mình thấy cái gì nó cũng khác nhau hết, muôn thứ, ngàn thứ, vạn thứ, triệu thứ. Và bây giờ mình thấy nó còn thứ phải không? Sắc quẩn thôi, sắc pháp thôi, lỡ người ta mang rồi thôi, từ thiện, được không? Cái tâm mình nó nhẹ hơn lúc trước không? Cái đó là sắc pháp, mà sắc là vô thường, sắc là tứ đại không hả? Sắc là trống rỗng, sắc là tan hoại. Giờ mình có giận thì nó cũng mất tiêu rồi. Mình nói đi, mình giận chi cho nó khổ. Cái mình lắng dịu cái tâm nóng giận nó xuống, mình có được một cái cảm giác an tịnh, nhẹ nhàng, dễ chịu, trong khi đang bị mất dép. Tuyệt vời không? Tuyệt vời không? Cái đó là để nhận diện sắc quẩn đó, chứ không phải học cái này là chỉ là học cái chữ vậy đâu. Mà mình học, mình phải thực tập. Đối với tất cả mọi vật cái trên đời này, mình nhìn nó bằng một chữ: sắc pháp, sắc quẩn, sắc vô thường. Tập như vậy đó, bớt được cái lòng tham, bớt được cái lòng muốn, bớt được cái sự mà dính mắc bám chấp. Rồi bây giờ chẳng hạn như mình đi ra đường, bỗng nhiên gặp người này kia, ta nói chuyện, cái ta chê mình bữa nay nhìn thấy già quá hả, xấu rồi đó. Rồi nếu mình không có biết tu, mình không có biết nhận diện sắc quẩn, thì lúc đó mình dễ chịu hay khó chịu? Lúc đó bây giờ bắt đầu qua cái chữ thọ nè, phải không? Cái cảm giác đó là khó chịu hay là dễ chịu? Khó chịu. Mà mình thấy rằng ôi cái này là sắc thôi, thì cái sắc nó lâu ngày thì nó phải tàn, nó phải già, nó phải suy lão, chuyện đó là đúng rồi. Tự nhiên sao ta nói vậy mà trong này phừng phừng lên, bực lên chi cho khổ vậy, thôi an tịnh đi, lắng dịu đi, dễ chịu, dễ thương, được không? Đó là mình đang tu thọ đó, nhiếp phục các cảm thọ, lắng dịu các cảm thọ. Thì quý vị nghĩ cái này là phải có tu thường không? Có cần tu không? Có không? Có cần thực tập không? Mà mỗi ngày nó trồi lên nhiều lần không? Đó, quý vị thấy cái lợi ích không? Mới nói chút xíu thôi mà cái lợi ích nó nhiều vậy đó. Mình biết được sắc, mình biết được thọ là mình bớt được khổ nhiều không? Bớt được giận, bớt được buồn. Chứ không sao người ta nói một câu cứ về buồn hoài, nghe người ta chê già, xấu, về dòm gương liền.
vô coi liền, mà ba ngày sau cũng còn nhớ nữa, sao bữa nay bị chê. Thấy không, quý vị thấy chưa? Bây giờ mình học rồi, thì cái sắc nó vô thường, sắc tứ đại mà nó phải tan hoại thôi chứ. Cái cô đó có nhắc mình tu á, cô đó có nhắc mình tinh tấn đó, cô đó có nhắc mình nỗ lực để mà nhiệt tâm tinh cần chánh niệm tỉnh giác đó, cô đó nhắc mình cái trí huệ, nhắc mình sự thật á. Thì quý vị thấy không? Đó. Rồi đó, quý vị là biết khéo léo, luôn luôn phải để ý các cái cảm giác. Cái này quan trọng lắm. Phải luôn luôn để ý các cái cảm thọ, cảm giác. Hồi nãy mình quán tâm từ đó, quý vị nhớ không? Thương cái thọ này hết sức là nhiều, cái cảm thọ này đã lâu rồi ta sống, bỏ quên cái cảm thọ. Biết bao nhiêu lâu rồi, trăm đời ngàn kiếp, vô thủy vô lượng kiếp rồi. Thì chúng ta sống, chúng ta đâu có biết thọ gì đâu. Đâu có, mà mình đâu có học được cái trí thánh, trí ngũ uẩn đâu, mình biết cái đó là cảm thọ. Thì mình nhận nó là mình, rồi mình bị các cái dòng cảm thọ đó, nó nổi chìm, nó coi như là làm cho mình vùi dập. Đau khổ là các cái cảm thọ này. Bao nhiêu nước mắt là các cái cảm thọ này. Sân hận bực bội, tranh đấu, hơn thua, thị phi, nhân ngã, bỉ thử, tốt xấu, phải quấy, là cũng cái cảm thọ bên trong này. Một cái sự thúc giục, những cái cảm giác nó dâng lên, nói cho nó đã cái miệng. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng sao? Nó kiện cái thân, phải không? Thần khẩu hại sát phàm. Nói lúc đó là giống như ông thần vậy đó, muốn nói gì nói à. Tới chừng thần bay đi rồi thì sao? Sát phàm ở lại lãnh đủ, phải không? Thần khẩu hại sát phàm. Khi mình nói đó là nó là nói đã lắm, muốn nói kiểu gì nói hết trơn. Nhưng mà tôi nói xong rồi đó thì cái sát phàm lại lãnh hậu quả. Mà cái lúc nói đó là cái gì? Cái dục của bên trong nó thúc dục nó, cái cảm thọ bên trong mình nó dâng lên, sân si, hơn thua. Ta đây nói lên cho nó đã. Rồi xong một hồi đó thì về là ăn được, buồn, đau khổ. Tại sao lúc đó mình nói vậy? Mình hối hận. Đó, cho nên á, chúng ta phải biết cái chữ thứ hai đó, thọ, cảm giác, cảm thọ. Phải để ý hoài cái cảm thọ của mình. Nên Đức Phật dạy mình cư niệm kinh tứ niệm xứ để dạy làm sao? Quán thọ. Chữ quán là dòm chừng, canh chừng, quán sát, quán sát, quán chiếu, dòm hoài. Tại vì sao? Tại vì cái thọ này, cái cảm thọ này, cái cảm xúc này hết sức là nguy hiểm. Đang không biết giận ai ngoài đường, nó mới về nhà, đứa con nó mới về hỏi một câu cái sao sạc liền. Đang trong mình bực, trong này nó đang nóng nè, phải không? Rồi cái thì đứa con nó cũng không biết nguyên do gì, tự nhiên mới hỏi một câu bị sạc à, bị la à. Thì do mình không có nhìn lại, không có quán chiếu, không có làm cho các cái cảm thọ mình nó lắng dịu, dễ chịu. Hồi nãy mình lại đức hạnh sao lại phát đó, là thực tập cái tâm hiền. Thực tập cái tâm hiền là lắng nghe thọ tưởng hành thật kỹ, nghe rồi dẫn chúng đến hiền tâm. Phải nghe, mà phải trước khi nghe phải biết nó là cái thọ tưởng hành là cái gì mới nghe được chứ. Giờ quý vị biết được thọ tưởng hành chưa? Hồi sáng này mấy thầy quý cô các huynh đệ hướng dẫn mình, bây giờ mình biết được cái thọ tưởng hành chưa? Sao nói nhỏ xíu vậy? Biết được cái cảm thọ chưa? Cái hình bóng trong tâm mình thấy được chưa? Bây giờ là nó có cái hình bóng mà là bước ra rồi mang dép vô đang đi ra cửa chưa? Có cái hình bóng đó là cái gì?
là gì? Tưởng. Rồi xong rồi ra cửa leo lên xe rồi về tới nhà rồi tiếp tục cái gì đó là cái hình bóng đó. Hình bóng mà về tới nhà cái uống ly nước hay gì đó rồi cái nhảy lên cái giường cái là nằm dài ra. Có những hình bóng nó hiện ra đó là gì? Tưởng, hình bóng đó. Rồi trong đó những cái suy nghĩ lầm thầm đó đấy. Là gì? Hành là những suy nghĩ lầm thầm, những lời nói lầm thầm, những cái suy tính, những suy nghĩ, những suy tư. Đó, mà như vậy thì quý vị thấy rằng cái ngũ uẩn này nó có phải là ở đâu xa không? Nó ở đâu? Ngay nơi thân tâm mình. Mà mỗi một ngày như vậy là nó vận hành. Mỗi một ngày như vậy là nó hoạt động. Mỗi một ngày như vậy là nó là bao nhiêu những cái sự trôi nổi. Như vậy mà mình không biết gì hết trơn. Đức Phật gọi là vô minh, không có sáng suốt. Không có sáng suốt, không biết được sắc là sắc, không biết được cảm giác là thọ, không biết. Hình bóng trong tâm không biết đó là tưởng mà cứ cho đó là tôi không. Tôi nghĩ, tôi tính, tôi cảm thấy là bực bội nóng giận lắm. Cái nào cũng gắn chữ tôi vô hết trơn. Mà gắn cái chữ tôi vô rồi đó rồi tham sân nó đi theo, phải không? Gắn chữ tôi vô mà một cái cảm giác khó chịu thôi, gắn chữ tôi khó chịu là sân nó lên. Và một cái cảm giác mà dễ chịu thích cái thì tôi khoái, thì tham nó xâm nhập vô. Rồi cái tham sân đó nó làm cho mình bất an, làm cho mình bất an, làm cho mình phải lao đao, làm cho mình phải điên đảo. Và suốt một ngày, suốt một tuần, suốt một tháng, suốt một quý là 3 tháng mỗi mùa, rồi suốt một năm, rồi suốt 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30, 40, 50 năm. Rồi tất cả là gì? Là chạy lòng vòng theo những cái cảm giác, những cái hình bóng suy nghĩ đó. Mà nếu như những cái cảm giác, hình bóng suy nghĩ đó nó là thiện, nó là tốt, thì nó đưa lại những cái quả báo tương thích, nó vui, hoan hỷ, an lạc. Còn nếu những cái hình bóng, những cái suy nghĩ đó, những cái cảm giác đó là bất thiện, là ác mà mình không có kiểm soát được, mình để cho nó dẫn dắt, nó lôi kéo, nó xâm chiếm, nó áp đảo mình, thì mình phải nhận lấy cái hậu quả khổ đau. Quý vị thấy những cảnh khổ không? Mình ngồi ở đây mình nhìn thấy thôi mình đã lạnh nè. Mình nhìn thấy thôi mà những dòng nước mắt mình đã tuôn rồi. Nếu mình ở trong cái cảnh đó thì sao? Thì sao quý vị? Thì sao? Không chịu cũng phải chịu. Mình rơi trong... Mà cái đó là cái gì? Những cái nghiệp chính mình đã tạo trong quá khứ, bây giờ mình phải gánh lấy. Quý vị biết rằng hiện tại là bao nhiêu mấy chục triệu người nhiễm dịch bệnh đó, 40 mấy triệu rồi đó. Một ngày thôi mà là nửa triệu người nhiễm trong một ngày thôi đó. Nửa triệu. Quý vị thấy khủng khiếp không? Mà cái đó Đức Phật nói là gì? Từ do cái ác tham, cái ác nghiệp của chúng sanh. Thì bây giờ lũ lụt cũng một phần do con người gây ra, chứ không phải hoàn toàn thiên nhiên không. Thì cũng vì cái lòng tham. Quý vị thấy không? Cho nên cái sự tu học chúng ta là gì? Là mình kiểm soát những cái cảm giác, nghĩ tưởng để ngăn chặn các cái ác nghiệp. Còn nếu mà mình không có biết được những cái này thì sao mình ngăn chặn? Mình biết gì đâu mà ngăn chặn? Mình có biết cái nào là thọ, cái nào là tưởng, cái nào là hành, cái nào là thức đâu mà ngăn chặn? Mình nhập chung nó trở thành một chùm như vậy, một cái chùm như vậy. Cho nên gọi là gì? Là ngũ thủ uẩn. Chữ thủ là gì? Dính chùm.
Nói nôm na tiếng Việt của mình, chữ thủ là dính chùm, là nắm chặt, ghi chặt, ôm chặt, giữ chặt, nắm chặt, không chịu buông ra, gọi là thủ. Cái nào mình cũng cho là mình hết đó. Đây là của tôi à, mới ngoài chợ đó là của người ta, nhưng mà đem về đó, cắm lên cái bình đó thôi là liền dán cái hiệu lên là của tôi á. Mà ai lại mà chê của tôi cái sao? Sân si lên, khổ không? Khổ không? Khổ không? Khổ vì cái gì? Vì cái đống sắt vô thường vậy. Mới ba bốn bữa quăng thùng rác rồi, nhưng mà cái nào cũng dành của tôi hết trơn, chi vậy? Vô minh, tham ái, si mê, tham sân si hoài, tham sân si hoài. Rồi cái chiếc áo mới ngoài chợ đó là đỡ ra ngoài chợ, nhưng mình mua đem về rồi cái thì là đem về cái là của tôi liền rồi nha. Mà mặc vô mà ai chê thì sao? Sao? Sân giận lên liền, cự lộn, cãi lộn, có khi đánh lộn nữa. Thấy khổ không? Quý vị thấy sống trong vô minh khổ không? Không biết đó là sắc quẩn, sắc pháp. Cái nào cũng gắn vô của tôi hết trơn. Cho nên là gì? Sắc thủ quẩn. Nắm chặt cái đống sắc này vô, cho rằng mình, rằng của mình, là tự ngã của mình, rồi tham sân si, rồi hơn thua, rồi tranh đấu, vô số ác nghiệp, vô số tội lỗi. Thì như vậy rồi cứ đời đời cứ kiếp rồi sanh ra, rồi cứ sắc thủ quẩn như vậy đó, rồi cứ tham sân si hoài như vậy, rồi may mắn được chút phước lành thì được cái thân đỡ đỡ, coi đỡ một chút. Mà nếu mà không có phước, gặp cái ác nghiệp thì què quạt, đuôi cùi bò lết quá sảm, rồi điên khùng xích dây xích 18 năm, 30 mấy năm xích cái sợi dây xích, sống trong cái cảnh mà điên loạn, vô vàng, vô vàng, vô số, vô lượng. Những cái nỗi khổ trên cuộc đời này tất cả là gì? Đều từ cái chỗ mà chấp vô trong cái sắc thân này, trong cái ta, trong cái của ta này, rồi sanh khởi ra tham sân si, bản ngã. Nhưng không có gì khác hết á. Cho nên hồi nãy chúng ta quán cái tâm từ đó là ngũ quẩn này dựng lên vô số những cái dở tuồng. Vô số những cái dở tuồng. Và gia đình chúng ta chỉ là một vở tuồng của ngũ quẩn thôi. Đừng có đặt quá nặng vấn đề đó, mà phải nhìn thấy rằng đây là một dở tuồng của ngũ quẩn thôi. Và khởi cái từ tâm để thương những cái người chung quanh đồng cảm, thì mình mới thoát ra được. Chứ mình nhịn hoài nhịn chịu không nổi. Phải có trí tuệ để nhìn thấy cái dở tuồng đang đóng là sân hận, và mình khởi cái tình thương đối với những đối tượng đó. Thì có như vậy mình mới thoát ra được. Còn bằng không là sao? Những cái cảm thọ này, những cái cảm giác này nó cứ quấn chặt mình hoài. Nó quấn chặt mình, nó siết chặt mình, nó buộc chặt mình, nó giữ chặt mình. Đó gọi là thọ thủ quẩn. Thọ thủ quẩn là cái cảm giác nào mình cũng cho rằng tôi hết đó, của tôi hết đó. Cho nên mình học cái nhận diện năm quẩn này để từ từ gì? Mình đứng ra ngoài cái cảm thọ. Mình nhận diện thì mình mới bắt đầu mở cái con mắt trí huệ của mình ra, để mình bước đi ra khỏi cảm thọ từ từ. Còn xưa là mình đi đồng quá với nó là một, nhận giặc làm con, nói giáo cho giặc. Đem ăn cướp vô mà tưởng đâu đó là người thân thì nó làm mình khổ hoài 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 thôi. Quý vị thấy được cái thọ thủ quẩn không? Những cái cảm thọ đó mình nắm chắc vô, mình giữ chặt vô đó. Quý vị thấy không? Có những cái người đó mà thương nhớ thôi rồi là chết, tự giận chết. Quý vị thấy khủng khiếp không? Cái thọ đó, cái cảm giác đó đó, bây giờ nó mất rồi, nó không còn được yêu thương nữa, mà nó đổi ra thành thù hận. Thì cái người này là sao? Không chịu được cái cú sốc đó,
Không, đâu có quán thọ là vô thường đâu. Đâu có biết đó là cảm giác. Đâu có biết cảm giác đó là vô thường. Cảm giác là đáng nhàm chán. Cảm giác đó là vô ngã trống rỗng. Đâu có biết cái cảm giác là sanh diệt tan hoại. Đâu có học ngũ uẩn. Thì như vậy là người này phải chết vì cái cảm giác. Đó là thọ thủ uẩn đó. Hình bóng trong tâm cũng vậy. Mình học để từ từ để mình nhìn thấy được những hình bóng đó. Chỉ là tưởng thôi, chỉ là những hình bóng lờ mờ thôi, nó không có thiệt. Đừng có chấp vô nó. Chấp vô đó làm cho mình khổ. Quý vị có từng khổ với những cái hình bóng trong tâm không? Khai thiệt đi. Có không? Nhiều không? Nhiều không? Ông đi làm về trễ một chút là bắt đầu hình bóng nó hiện ra tùm lum mà. Có không? Đó. Những cái hình bóng, những cái ảo tưởng đó, rồi mình cũng nắm chặt vô cái hình bóng đó, mình cho nó là tâm mình. Đó gọi là gì? Tưởng thủ uẩn. Cái nào cũng nắm chắc cho cái nào cũng tôi, cũng của tôi hết trơn. Và như vậy thì sao? Thì đau khổ. Rồi những cái suy nghĩ này thì thôi, vô số cái khổ trong cái suy nghĩ đó. Lầm thầm. Thở thẻ thì thầm thủ thủy thở than. Ngồi đó để cho cái tu tập cái cảm thọ nó lắng dịu, nó yên tĩnh, không chịu moi móc những cái chuyện tức giận buồn hồi đời ông cố lý nào đó, đời sửa đời xưa moi hết ra rồi ngồi đó cho tức lên, cho giận, cho sân lên, như vậy đó mới chịu. Khổ không? Khổ không? Đó là tự hại mình, tự làm khổ mình, làm khổ người. Rồi mấy người ở gần trong nhà đó ta chịu không nổi, chịu không nổi. Tự làm khổ mình, tự làm khổ người, tự hành hạ mình, rồi lại hành hạ người ta. Đó là gì? Đã lâu rồi ta sống bỏ quên các cái cảm giác, cảm thọ này. Không biết chăm sóc. Chứ để cho những cái cảm thọ sân hận đó, bực bội đó, nó tàn phá thân tâm. Rồi bây giờ chúng ta nhận diện các cái sắc thọ tưởng hành thức này. Khi mà trong tâm mình có một cái cảm giác, mình biết không? Biết không? Biết. Khi có cái hình bóng mình biết không? Biết. Khi có cái suy nghĩ mình biết là đang suy nghĩ cái gì không? Biết. Cái đó là thức đó. Thức là biết được thọ tưởng hành. Cái mà rõ biết được đang có cái cảm giác gì, hình bóng gì, suy nghĩ gì, cái đó là thức. Cho nên chúng ta thấy cái tâm của mình nó hết sức là vi tế không? Hết sức là vi tế, hết sức là nhanh, hết sức là mau, là lẹ. Tại sao mình không thấy, không biết? Mình không được sự hướng dẫn của Đức Phật. Mình không học theo chánh pháp. Và mình quen với cái đời sống hướng ngoại, cứ dòm ra bên ngoài để đi nhìn cái này, cái kia, nghe cái này, cái nọ, mùi thơm, vị ngon, những sự tiếp xúc, rồi mình quên mất cái nội tâm. Và mình để cho cái nội tâm của mình, cái căn nhà nội tâm của chúng ta, mà sáng chúng ta nói đó là gì? Không có vệ sinh. 9.000 năm không vệ sinh. Trong đó là chất chứa đầy đủ hết những cái tham sân si. Và như vậy thì bây giờ chúng ta tu, nói một cách đơn giản là sao? Chúng ta làm một cái cuộc tổng vệ sinh căn nhà nội tâm của mình. Thì khi mà chúng ta làm được rồi đó, thì chúng ta lau chùi quét dọn, làm cho nó sạch sẽ, thì chúng ta sẽ có một cái nội tâm an bình, trong sạch, mát mẻ, dễ chịu, ngọt ngào. Quý vị chịu vậy không? Chịu không? Bây giờ chịu một cái mặt nhăn nhó tối ngày, hay là chịu một cái tâm người tu tâm thật là hiền trong? Nói lại lớn đi.
cười nổi không? Đó là mình thực tập nhận diện năm uẩn để mình trở thành một cái tâm hiền, hiền lành, hiền hậu, hiền thiện, hiền lương, hiền hòa, hiền đức. Rồi mình mới đi tới cái hạnh của hiền thánh. Chịu không? Chịu không? Và mình không biết nhận diện năm uẩn, mình không có tu tập cái cảm thọ, thì cái tâm mình nó hung dữ, nó dễ thiêu đốt lắm, nó dễ bực bội lắm, dễ cọc cằn lắm. Cho nên mình tu. Bây giờ ôm thêm cái bài nữa, trước khi ra về phải ôm cái bài cuối này nữa. Giờ đưa tay lên nè, để lên nè, vuốt xuống nè, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, dễ thương. Làm lại. An tịnh, đó là lá bùa bình an đó, lá bùa hộ mạng đó. Nhớ niệm bốn cái từ đó, mà nhất là những lúc nào nó bực bội là niệm liền ngay lập tức, được không? Được không? Chịu dễ thương không? Chịu dễ thương hay là muốn trở thành khó thương? Chịu cái nào? Đó, cho nên cái sự tu tập nhận diện ngũ uẩn chúng ta rất là vô số cái lợi ích, công năng và tác dụng. Ở đây là chúng ta chỉ nói khái quát những cái gần, những cái đời sống thực tế, để mình nhìn thấy cái giá trị, công năng, tác dụng, lợi ích của cái sự mà mình học ngũ uẩn, nhận diện được ngũ uẩn và tập nhiếp phục các cái tham sân si, bản ngã ở trong ngũ uẩn, để mình có được một cái đời sống nhẹ nhàng, an tịnh, dễ chịu, hiền thiện, dễ thương và ngọt ngào. Chúc cho quý vị có được sự tu học tinh tấn và làm người dễ thương ở trong giáo pháp của Đức Như Lai. Thank you.